Chào các em, hôm nay thầy mới rảnh thì thầy tranh thủ giải một cái đề thi học sinh giỏi cấp huyện đầu tiên để mở đầu cho cái chuyên mục giải đề thi học sinh giỏi cấp huyện ở trong tỉnh cũng như là một số đề ngoài tỉnh. Thì cái đề đầu tiên hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đó là đề thi học sinh giỏi toán năm ngoái của huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, năm học 2015-2016. Các em cùng theo dõi, thầy chỉ hướng dẫn vắn tắt thôi nha. Còn khâu trình bày thì chắc là các em đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi rồi, hoặc là có định hướng tương lai là thi chuyên toán, thì khả năng trình bày của các em thì phải phải tự lo liệu thôi. Thầy chỉ hướng dẫn định hướng thôi, chứ thầy không thể mà từng câu từng chữ được ha. Đó, các em lưu ý. Bài số 1 là một bài toán về căn. Thì thông thường các cái đề thi học sinh giỏi lớp 9 nó đều xuất phát bằng cái câu căn hết ha. Thì câu này nó cũng đơn giản thôi, chúng ta cùng theo dõi thầy hướng dẫn giải. Giờ thầy có thể thu nhỏ cái đề này lại nhìn cho nó dễ ha. Rồi, các em chú ý tới câu 1 thôi. Câu 1, thầy hướng dẫn câu 1 nha. Câu 1 thì có A là bằng gì? A là bằng 2 cộng cho căn 3 dưới mẫu là 2 cộng cho căn của 4 cộng cho 2 căn 3. Rồi cái này thì copy cho nhanh. Cộng cho 2 trừ căn 3, đổi dấu hết, trừ hết. Rồi mình cho lưu ý nè, bây giờ cái 4 cộng căn 3 này thì sẽ tách ra 4 thành 3 đầu và 1 thì để thành đuôi ha. Bên này cũng vậy, 4 thành 3 đầu và 1 thì để thành đuôi, vậy thôi. Như vậy nó sẽ tiếp tục cái này thành hàng đẳng thức các em nhé. Ở trong căn này sẽ thành hàng đẳng thức nè. Ở trong căn này nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ biến thành căn 3 cộng 1 tất cả bình. Đó, giờ thầy bỏ nó vô ngoặc bình lên. Vậy thôi. Như vậy bên kia nó sẽ biến thành gì ta? Nó sẽ biến thành giống vậy thôi, nhưng mà là bình phương một hiệu ha. Đây, dưới căn này thì biến thành phương một hiệu các em nhé. Rồi, bây giờ thầy tiếp tục biến đổi. Ở dưới nó sẽ thành là hai cái trị tuyệt đối. Đây các em, căn của bậc căn 3 cộng 1 tất cả bình nó sẽ biến thành giá trị tuyệt đối của căn 3 cộng 1. Này thì tại sao thì các em biết rồi. Gõ trong mắt trai là hơi khó, em thông cảm nha. Rồi, bên này nó cũng vậy, chỉ có điều là nó thành giá trị tuyệt đối của hiệu thôi. Vậy giờ nó sẽ bằng tiếp, mình phá ra, phá giá trị tuyệt đối ra kia. Căn 3 cộng 1 tuyệt đối thì nó thành chính nó thôi, bởi vì căn 3 cộng 1 là dương mà. Một bên này là căn 3 lớn hơn 1 thì trừ nó cũng ra dương. Như vậy tuyệt đối này nó sẽ ra chính nó luôn. Và nhớ là các em phải để trong ngoặc nha. Rồi 2 trừ cho cái ngoặc đó thì phá ngoặc ra ta lại phải đổi dấu. Như vậy là trừ 1 lại thành cộng 1. Hiện tại ta tới được đây rồi. Vậy giờ nó sẽ bằng gì? Ta làm gọn lại, nó sẽ bằng 2 cộng căn 3 nhân với lại là 3 cộng căn 3. Bên này là 3 trừ căn 3. Đó.
Bây giờ ta nhân lượng liên hợp luôn, hoặc là quy đồng luôn, quy đồng cộng tử giữ mẫu luôn các em. Thì các em sẽ có một cái phân số mới mà mẫu chính là hai cái mẫu này nhân nhau, đó là mẫu chung nữa ha. Rồi còn tử em nhân chéo ha, tử này nhân chéo mẫu kia rồi tử kia nhân chéo mẫu này, thì thầy sẽ có gì ở trên tử? 2 nhân 3 là 6 nè, trừ cho 2 căn 3, trừ cho 2 căn 3 đó, 2 căn 3 6 trừ 2 căn 3, rồi cộng cho 3 căn 3 trừ 3, cộng cho 3 căn 3 trừ cho 3, đó là cái tử bên này, rồi cộng cho cái tử bên kia nữa. Rồi thầy xuống dòng đi, xuống dòng này chéo hai này nhân chéo vô, 2 trừ căn 3 nhân cho 3 cộng căn 3 thì các em sẽ nhân là thành 6. 6 cộng 2 căn 3. Rồi tiếp tục trừ cho 3 căn 3 cộng 3. Trừ cho 3 căn 3. Và cộng cho 3. Bây giờ mình đi dọn cái tử coi nó bằng bao nhiêu ha. Tử các em nhìn nè. 6 trừ 3 là 3. 6 trừ 3 là 3. 3 cộng 6 cộng 3 nữa về thành 12. Còn dưới này ở còn những cái căn đồng dạng là trừ 2 căn 3 cộng 2 căn 3 thì hết. Rồi 3 căn 3 trừ 3 căn 3 là hết. Rồi dưới mẫu là hằng đẳng thức đó các em, ở dưới sẽ thành 9 trừ cho 9 trừ cho 3. Vậy nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 12 trên 6 và sẽ bằng 2. Hình như sai chỗ nào kìa. Mình sai chỗ nào rồi đó. Ta thử lại nha. 2 cộng căn 3, căn 3 cộng. Rồi, này đúng. Cái này cũng đúng. Này ra căn 3 cộng 1. Đúng rồi. Còn này lại ra 2 trừ cho căn 3 trừ 1. Sai chỗ này kìa. Ra chỗ này 2 trừ cho căn 3 trừ 1 trong ngoặc phá à, đổi dấu rồi, phá đổi dấu rồi, vậy là đúng ra không có sai ha. Vẫn sai chỗ nào các em. Rồi giờ ta cùng kiểm tra ha. 2 nhân 3 là 6, 2 nhân trừ căn 3 là trừ 2 căn 3. Rồi căn 3 nhân 3 là cộng 3 căn 3 rồi trừ cho 3. Cái này thì 2 nhân 3 là 6 cộng 2 căn 3 rồi trừ 3 căn 3. Trừ 3 đấy các em. Trừ 3 căn 3 trừ 3 đây nhá. Dấu trừ này nè. Đó, rất nguy hiểm thấy chưa? Như vậy là mấy cái căn 3 trừ nhau chết hết. Còn lại 6 trừ 3 cộng 6 rồi lại trừ 3 thì nó bằng 6 em ạ. Bằng 1. Như vậy bài toán câu 1 là chúng ta ra đáp án là bằng 1 ha. Vậy thôi. Rồi. Bây giờ thầy sang bài số 2. Bài số 2 thì chắc nó cũng đơn giản thôi. Ta cùng giải câu 2.
cho biểu thức như thế. Tính nó, viết rằng a trừ b là bằng 11. Đây phóng to lên chút. Rồi. Bây giờ các em khai triển ra. Vậy nó sẽ bằng a mũ 3 cộng cho a bình phương. A mũ 3 cộng cho a phương. Rồi trừ cho 3 lần AB. A trừ B cộng cho 1. Chỗ này thầy nhân ra luôn kìa. Thầy nhân trừ 3B cho A trừ B. Như vậy là thành trừ 3B nhân A trừ B trong ngoặc. Rồi thầy lấy trừ AB nhân cho dương 1 nữa là thành trừ 3AB nhé. Trừ 3B luôn. Rồi trừ B bình nhân cho B là thành trừ B mũ 3. Rồi cộng cho B bình. Rồi cộng cho AB kìa. Đó. Tiếp tục bây giờ thầy đổi chỗ. A bình thầy để nguyên. Rồi trừ 3B là thầy sắp ra vị trí thứ nhì. Rồi phối hợp với lại trừ 3B. A trừ B. Vậy còn lại là A bình nè. Là chưa tính sổ ha. Thầy đẩy đằng sau. Rồi trừ 3AB với lại cộng AB thì nó sẽ thành trừ 2AB. Em biết rồi. Và còn thằng nữa là cộng B bình phương. Để cho ra cuối. Đó. Bây giờ các em sẽ thấy nó bằng gì. A mũ 3 trừ B mũ 3 trừ 3B. A trừ B nó sẽ thành là A trừ B tất cả mũ 3. Đúng không? Còn ba cái hàng tử đằng cuối á, nó sẽ thành là a trừ b tất cả bình phương. Bây giờ mình thay cái giả thiết a trừ b bằng 11 vô. Vậy ta có 11 mũ 3 cộng cho 11 mũ 2. Xin lỗi, đúng rồi. Đồng tính cái này thôi. Này cái em tính cũng được nữa thôi chứ. Làm gì nữa đúng không? Kết quả là 1452. Em nhớ là phải tính tay nha. Đi thi sinh giỏi toán là không có được dùng máy tính bỏ túi đâu. Đó. Đi thi học sinh giỏi toán cấp các cấp là không có được dùng máy tính bỏ túi. Đó là điều chắc chắn rồi. Đi thi trường chuyên rồi thì được dùng. Rồi, để thầy lưu lại bài này ha. Ồ, tôi chết rồi. Lưu lại bài này dưới dạng là câu 2. Rồi. Em hiểu câu 2 là gì? Rồi, giờ thầy trả lại cái câu hồi nãy. Thầy lỡ lưu đề lên mất rồi. Câu này thầy lưu là câu 1. Cái phần mềm Uptime này cũng khá hay các em nhé. Rồi. Bây giờ thầy sẽ giải hướng dẫn các em giải câu số 3 ha. Tôi giải trên phần mềm này luôn. Lưu lại đó, file save as. Câu 3 hồi nó khỏi đề lên những cái câu cũ. Câu 3. Rồi. Câu 3 thì nó là một câu giải phương trình. Câu giải phương trình kia thì đầu tiên là thầy nhân chéo lên ha. Thầy nhân chéo lên là x bình trừ 4x, x bình trừ 4x cộng 6 nhân cho x bình trừ 4x cộng 10 bằng 21.
Bây giờ thầy sẽ đặt ở trong này chúng ta gõ tiếng Việt không được rồi. Để tôi chỉnh xíu cho gõ tiếng Việt được em nhé. Rồi. Gõ vần đi. Bản mã vào đây Windows đi. Start. Này cho Time New Roman. Thì không gõ được vào đây. Đó. À xin lỗi không gõ được vào đây Windows. Để cho vào đây Time đi. Đó, cái phông chủ yếu ha. Rồi, giờ thầy đặt. Thầy đặt trung bình cộng của hai cái mặt đơn này. Làm âm phụ. Bây giờ thầy đặt là 6 cộng 10 là 16, chia đôi là 8. Thầy đặt cái này bằng T. À, 8T. Như vậy là ta sẽ có phương trình là gì? Ta sẽ có phương trình là gì? Ta có phương trình mới. Đó là T-2 nhân cho T cộng 2 là bằng 21. Từ đây là suy ra là T bình trừ cho 4 sẽ bằng 21. Như vậy T bình sẽ bằng gì? T bình sẽ bằng 25. Như vậy các em suy ra là T bằng cộng trừ 5. Bây giờ các em lại thấy này. Lại có các em dễ dàng chứng minh được cái này dương cho thầy ha. Lại có T đó, thầy định hướng thôi nha, chứ cái chỗ nào thầy dạy kỹ không có thời gian đâu. Lại có T là bằng x trừ cho 2 tất cả bình mà cộng cho 4. Mình tính thử đi, x bình trừ 4 cộng 4 cộng 4 là 8. Cái này lớn không rồi. Như vậy suy ra T chỉ còn bằng gì? T chỉ còn bằng 5 mà thôi. Như vậy là mình giải bài toán này bằng 5. Cái này bằng 5. Hay nói cách khác là cộng 3 bằng 0. Vậy các em dùng phương trình tích, các em giải phương trình này ha. Bây giờ học sinh giỏi mà các em giải phương trình này giải không nổi thì thầy thua rồi. Ta tách ra x bình trừ 3x trừ thêm x cộng 3 bằng 0. Rồi đưa về phương trình tích thôi. Rút x ra, ở trong còn x trừ 3. Rồi trừ cho x trừ 3 bằng 0. Tới đây các em sẽ suy ra là x trừ 3 đồng thời là x trừ 1 bằng 0. Không? Cuối cùng các em suy ra x sẽ bằng 3. Không. X sẽ bằng 1. Bài toán xong. Thầy lưu lại. Câu 3 ha. Xong. Bây giờ thầy sửa qua câu số 4. Số 4 là cái gì đây? Nhìn có vẻ lòng nhằng. Sửa câu 4 nè. Câu 4. Rồi. Theo đề mình có cái này ha. Ta có cái này. Giờ thầy chuyển hết số 2 về bên này. Và chuyển quanh kia đi.
Cho hai là chuyển hết bốn cái phương thức này qua bên kia, tách số 2 ra luôn. Như vậy thầy sẽ có là 1 trừ cho phân số A trên A cộng B, 1 trừ cho A trên A cộng B này, và trừ cho B trên B cộng C, rồi cộng cho 1 trừ cho C trên C cộng D, trừ cho phân số D trên D cộng A, giờ nó sẽ bằng 0. Ta suy ra tiếp, quy đồng game. Lấy hai này trừ nhau, quy đồng trừ tử giữ mẫu, quy đồng trừ tử giữ mẫu nó sẽ còn lại gì? A cộng B trừ A cộng B, B trên A cộng B, 1 trừ cho A trên A cộng B là sẽ bằng B trên A cộng B, rồi trừ cho này, để lại tính sau ha. Tương tự hai này trừ nhau là bằng C trên C cộng D, C cộng D trên C cộng D trừ cho này thì là bằng D trên C cộng D. Trừ cho cái này chưa tính sổ nữa. Rút B ra. Còn nhân lên luôn kìa, quy đồng lên luôn. Hai phân số này ta trừ nhau nhé. Giờ các em đem cái này nhân cho này. B nhân cho B cộng C ha. Đây. Mẫu chung sẽ là A cộng B nhân B cộng C. A cộng B nhân cho B cộng C. Ở trên tử các em sẽ lấy B nhân cho B cộng C, tức là B bình cộng cho BC, rồi trừ cho AB và trừ cho B bình. Tương tự bên này cũng vậy, các em sẽ có cái mẫu là C cộng D nhân cho D cộng A. Còn cái tử là gì? Nhân chéo xuống, D nhân D cộng A trừ cho D nhân cho C cộng D. Như vậy là ta có D bình cộng cho AD trừ CD trừ D bình. Tiếp tục, vậy ta sẽ có là rút B ra ngoài, rút B ra ngoài cái tử này, B bình trừ B bình là hết này, để còn B nhân cho C trừ trừ A. Cái mẫu thì thầy copy bên này qua thôi à. Rồi, hoàn toàn tương tự với phương thức thứ hai. Thì ở tử là D bình chết. Rồi rút D ra trong còn A trừ C nhé. Rồi bây giờ các em thấy bên này là C trừ A, bên này A trừ C thì thầy đổi dấu luôn. Mình C trừ A luôn đi. Và phải trả giá bằng cái dấu cộng này đổi dấu trừ thôi. Cuối cùng rút ra, rút những từ chung ra, rút C trừ A này, để trong sẽ còn lại gì? Trong C trừ A rút ra rồi, còn lại cái hiệu này kìa, ta bỏ trong mặt nha, vuông cho đây bằng không. Rồi tới đây vẫn còn lằng nhằng lắm các em ạ. Bây giờ các em thấy C và A là khác nhau,
đây, ABCD số nguyên dương khác nhau đôi một mà. Vậy C trừ A không thể bằng 0 đúng không? Vậy ta suy ra cái này bằng 0. Suy ra cái này bằng 0. Bởi vì C trừ A là khác 0. Vì C trừ A là 0. Rồi nhớ đi. Hai cái này trừ nhau bằng 0 thì hai phương thức này sẽ bằng nhau. Rồi giờ mình lại tiếp tục nhân chéo lên. Nhân chéo lên thì các em sẽ có gì? B nhân cho cái tích này. Tích này thì phá ra luôn nha. CD cộng CA. CD cộng AC đó. Cộng cho D bình. Rồi cộng cho AD. Rồi cái đường chéo bên kia là D nhân cho AB cộng AC cộng cho B bình cộng BC. Đó. Rồi giờ ta lại khai triển tiếp. Phá nát ra luôn. Như vậy cái này là nhân cho B ha. Mỗi cái hạng tử bên trong thì nhân cho B hết. BCD, ABC, BD bình và ABD. Đó là phía trái. Còn bên này tất cả các hạng tử này đều được nhân với D. Là gì? ABD, ACD, B bình D và BCD. Chưa xong. Ta giản lược những hạng tử giống nhau ở hai bên thì các em thấy là BCD bên này có là mất nè. Rồi ABD bên này có là mất luôn. Cuối cùng vậy là bên trái còn này thôi. Bên phải là còn nào? Bên phải là còn này. Hai hạng tử này. Vậy thôi. Rồi tiếp tục ta lại chuyển hết về một vế. Như vậy nó sẽ bằng 0. Giờ các em bắt tay ABC với ACD lại, rút AC ra ngoài, ở trong cùng B trừ D. Rồi trừ cho, à, cộng chứ. ABC bắt tay với ACD, âm ACD. Còn BD mình bắt tay với trừ B bình D, thì các em rút B ra, rút D ra, ở trong cùng D trừ, trừ B. Bây giờ ta lại đặt nhân tử chung, rút B trừ D ra ngoài. Vậy chỗ này D trừ B phải đổi dấu thành B trừ D mới rút ra ngoài được nhé. Vậy trong mặt chúng ta còn AC trừ cho BD, đổi dấu cộng trừ thôi. Và qua bao gian này tới đây các em thấy là B trừ D là không thể bằng 0. Bởi vì B và D khác nhau mà, khác nhau đôi một mà. Vậy cuối cùng ta có là AC trừ BD bằng 0 nhé. AC trừ BD bằng 0 thì các em suy ra AC sẽ bằng BD. Trừ nhau bằng 0 thì sẽ bằng nhau thôi. Bây giờ ta có gì? Khi đó AB nhân CD sẽ bằng AC nhân BD. Mà BD bây giờ lại bằng AC nè. Thay đổi AC luôn. Vậy nó sẽ bằng AC tất cả bốn phương. Không. Mà AC là số số nguyên. Mà AC là thuộc Z. Không. Suy ra là AC bình chín phương. Đây chính là điều phải chứng minh. Xong mà toán. Như vậy cuối cùng ABCD là số chín phương, bởi vì nó bằng bình phương của một số nguyên nhé. Ta đã làm xong câu số 4. Giờ chúng ta sửa câu số 5. Câu số 5 là gì? Câu số 5 tìm tất cả các số nguyên, tìm tất cả các cặp số nguyên sao cho cái này bằng 0. Đây là một dạng phương trình nguyên các
Thì thầy sẽ sửa câu số 5 như sau. Từ 1, tức là từ đề bài cho đó, thì các em rút x theo y hoặc là rút y theo x nha. Giờ thầy thấy x là nó chỉ có hai chỗ thôi nè. Đây, trừ x y bình với lại trừ 7x, thầy chuyển qua bên phải. Vậy là thầy có gì? Thầy sẽ có là x y bình cộng cho 7x là bằng nguyên cái phần còn lại, tức là 2y mũ 3 trừ cho 3y bình rồi cộng 14y trừ cho 5. Và từ đây kem rút ra thôi, rút ít ra nhân tử chung, ở trong còn y bình cộng cho 7 và nó bằng cái đám bên kia, đúng không? Và tới đây thì suy ra x sẽ bằng cái đám này chia cho y bình cộng 7, chia cho cái đám y bình cộng 7 này. Rồi giờ mình tách cái này thành phần nguyên, phần phân như thường lệ thôi. Cộng 7y thầy dồn ra đằng trước, trừ 3y bình thầy dồn ra đằng sau, rồi thầy tự trừ vô, trừ 21 để cho nó rút gọn được với bên dưới mẫu á. Giờ thầy phải cộng 21 để bằng như cũ ha. Như vậy cuối cùng gì? Cuối cùng là x sẽ bằng 2 mở ngoặc y bình cộng 7 trừ cho 3 mở ngoặc y bình cộng 7 rồi cộng cho 21 chia 5 là ra 16 ở dưới là y bình cộng 7 và nó sẽ bằng là 2y, ở đây là 2y, xin lỗi các em. Vậy nó sẽ bằng là 2y trừ cho 3 cộng cho 16 trên y bình cộng 7. Giờ số x, x y là thuộc z ấy. Như vậy các em suy ra là y bình cộng 7 sẽ là ước của 16 ha. Là ước của 16. Vì x y thuộc z cho nên này phải là ước của 16. Thì từ đây các em suy ra là y bình cộng 7 phải là những số sau đây: 1 trừ 1, 2 trừ 2, 4 trừ 4, 8. À xin lỗi các em, y bình là 0 âm cộng 7 thì dương rồi, vậy không thể bằng những số âm được, vậy chúng ta lấy những ước dương thôi. 1, 2, 4, 8, 16. Đúng không? 1, 2, 4, 8, 16. Và từ đây các em suy ra là y bình nó sẽ là gì? Y bình nó sẽ là y bình cộng 7 thì không thể bằng 1 được, bỏ này đi. Y bình cộng 7 cũng thể bằng 2 được, bởi vì y bình cộng 7 thì tồi nhất nó bằng 7 rồi, đúng không? Vậy không thể bằng 1, 2, 4 được. Vậy nó sẽ bằng 8, 6. Vậy y bình nó sẽ bằng 1 hoặc là 9 thôi.
Vậy tới đây chúng ta suy ra y sẽ bằng gì? Y sẽ là y bình 1 á, thì y sẽ bằng 1 hoặc là trừ 1 hoặc là 3 hoặc là trừ 3. Bây giờ các em tính tính x tương ứng thôi. Tính x tương ứng nha. Giờ y có 4 giá trị thì x y sẽ có 4 cặp tương ứng. Nếu mà y bằng 1 á thì x sẽ bằng gì? X kinh thế ở đây kinh tính. X sẽ bằng cái này. Đây này. Nếu y bằng 1 thì x sẽ bằng 2 nhân 1 trừ 3 là âm 1, còn ở dưới là 1 cộng 7 là 8, 16 trừ 8 được 2. À, 2 âm 1 nó là 1 luôn. Rồi tương tự, nếu y bằng trừ 1 thì các em thế vô công thức này. Các em tính x. À, cứ vậy thôi. Như vậy là ta có là nếu y bằng trừ 1 thì x sẽ bằng, thử nha, thì thử nha. Trừ 1 ở đây sẽ bằng 2. Đây sẽ là trừ 2. Trừ 3 là trừ 5. Trừ 5 cộng 2 là bằng trừ 3. X sẽ bằng trừ 3. Trừ 3 trừ 1 kia. Rồi tiếp tục. Y bằng 3. X sẽ bằng, tự tính nha, 4. Rồi y bằng trừ 3 thì x sẽ bằng trừ 8. Tự tính đi. Thầy cũng nhẩm nhẩm thôi. Ý tưởng mình nắm rồi. Vậy thôi. Hãy lưu lại bài này. Câu 5 lưu xong ha. Câu số 6. Câu 6 dễ kìa. Câu số 6. Tôi sửa nhanh câu 6 luôn. Hàm số này có dạng hàm số bậc nhất nè. Muốn hàm số đồng biến thì hệ số A phải dương, đúng không? Số A phải dương. Hệ số A phải dương. Nhưng mà trước hết là cái căn này phải xác định là kem nhé. Và cần cái gì? Ta cần thứ nhất là trừ m bình cộng 6m cộng trừ 9. Trừ 9 là phải lớn hơn bằng 0 lên đó. Rồi sau đó là ta cần cái hệ số này nó lớn hơn 0. Căn này phải xác định thì cần điều kiện này không âm ha. Tới đây các em để ý nha, thầy chưa tính cái điều kiện thứ hai, tính điều kiện thứ nhất thôi, thì các em dễ dàng chứng minh được cái trừ m bình cộng 6m trừ 9 này nè là bằng cái gì, là bằng trừ m trừ 3 tất cả bình, đó là bằng 0. Mà trừ của một cái bình phương thì các em nhớ là nó không thể nào dương được ha. Vậy nó chỉ có thể bằng không mà thôi. Nó chỉ có thể bằng không mà thôi. Thì tóm lại cái này là sao nè. Cái này là sao ha. Nó xuống thầy giải riêng này. Từ sao.
suy ra là m trừ 3 phải bằng 0, chỉ còn cái đó thôi. Suy ra m bằng 3, vậy m chỉ duy nhất giá trị bằng 3 là có khả năng xem xét. Vậy khi đó các em xem xét coi cái điều kiện thứ hai có đúng hay không. Khi đó thì anh này sẽ bằng gì? Lúc đó cái này bằng 0 rồi, còn m bằng 3 thì cái này bằng 3, lớn không thỏa à. Này, tự nhiên thỏa giờ dạ, rồi vậy m bằng 3 à. Thì hàm số đồng biến là đồng biến trên r đó các em. Rồi câu số 6 ta xong nha. Giờ câu số 7. Câu số 7 thì chắc là khó này. Đây làm bài thấy cực quá. Các em nhớ like để động viên, nhớ đăng ký nha, share cho nhiều bạn giỏi khác đăng ký. Động viên nha. Làm này thấy cực quá. Cực mà không like với subscribe nữa thì thôi. Nản luôn, khỏi làm luôn ha. Rồi câu số 7. Câu số 7 kìa. Câu số 7 trước hết các em chứng minh bức thức phụ sau này. Chứng minh bài toán sau này. Bức thức Bunyakovsky các em biết rồi đúng không? Ai đã từng kinh qua lớp bồi dưỡng đó, thì các em biết được bức thức này nè. A bình cộng cho B bình. X bình cộng cho Y bình. Các em biết rồi ha. Bức thức Bunyakovsky nè. Bây giờ nó mở rộng lên kia. AX cộng BY cộng CZ nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng này cộng cho này bình. Đó. Để chứng minh nhanh nè. Thực vậy. Sao? Nó sẽ tương đương với cái gì? Nó sẽ tương đương với phá tung ra thôi. Cái phá tung hai thế là tan nát ra luôn. Ok, em tự làm cái này, em tự làm nha. Cái em phá tung hai thế ra, em dồn hết qua phải thì cuối cùng nó sẽ ra một bức thức rõ ràng đúng ha. Đây hơi lỡ rồi, đằng nào cũng mất thời gian thì làm luôn cho các em bài này. A bình x bình rồi cộng cho b bình y bình c bình z bình cộng cho hai lần a x b y. ASBI cộng cho 2 lần ASBZ ASCZ cộng cho 2 lần BCZ. Đó. Còn bên kia thì nó là cái gì? Phát tung ra thôi. Bên kia thì xuống dòng đi. Chứ biết là không đủ đâu. Kia là A bình X bình, A bình Y bình, A bình Z bình ha. AX cộng AY cộng AZ thì thêm bình sau cho nó nhanh mà. A bình X bình, A bình Y bình, A bình Z bình rồi cộng cho B, BX cộng BY cộng BZ, BX cộng BY cộng BZ. CX
CI cộng CJ. Đó. Rồi tới đây các em giảng lược hai vế cho thầy. A bình S bình bỏ nè. A bỏ nè. Rồi B bình Y bình. B bình Y bình bỏ luôn. C bình Z bình bỏ luôn. Rồi chuyển hết ba cái hạng tử có số 2 này chuyển qua bên phải ha. Thì cuối cùng các em sẽ ra là cái này. Bỏ đi A bình X bình nè. Bỏ đi B bình Y bình nè. Bỏ đi C bình Z bình nè. Rồi chuyển ba cái ông nội này qua. Chuyển vế đổi dấu ha. Trừ. Trừ là lớn hơn bằng 0. Giờ cuối cùng nó sẽ tương đương với gì? Các em sắp xếp cho khéo. A bình Y bình, B bình X bình. Các em cho đi với là trừ AX BY ha. Giờ nó sẽ thành một cái hàng đẳng thức đó là AY trừ BX tất cả bình. Rồi cộng cho AZ các em cho đi với lại CI. AZ các em cho đi với lại CX chứ. Như là AZ trừ CX. Rồi cuối cùng là còn BX với CI đi với nhau. Đúng không ta? Còn lại nha. AY đi với BX rồi, lộn rồi. AZ đi với CX rồi, vậy còn BZ đi với CI. BZ trừ CI. Đúng không? Cái này thì đúng rồi. Cái này thì đúng. Ba cái bình cộng lại lớn bằng 0, cái này đúng vậy bất rất sao đúng không? Dấu bằng sẽ ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi AI bằng BX à. AI bằng BX tức là A trên X bằng B trên Y. Và cuối cùng là bằng C trên Z luôn á. AI bằng BX tức là thầy sẽ có là A trên X bằng cho B trên đây. Và đồng thời các em giải hai bên này bằng 0 luôn là nó sẽ ra bằng luôn là C trên Z đó. Phải hiểu cái này đã. Bây giờ áp dụng nè. Áp dụng kìa. Áp dụng vô bài này ha. Câu số 7. Áp dụng như này. Chụp vào câu 7. Rồi A cộng B cộng C tất cả bình thì sẽ bằng gì? Ok. A cộng B cộng C tất cả bình sẽ bằng 1 trên căn 3 và nhân cho căn 3 nhân A. Căn 3 A vì là căn 3 A này. Và nhân A căn 3 này. Cho khỏi lộ. Cộng cho này là 2A. Ý này là 1 phần 2. Rồi cộng cho 5. Đó. Xin lỗi đây C
B. Bây giờ thầy coi 1 phần căn 3 là A, 1 phần 2 là B, 1 phần căn 5 là C, còn A căn 3 là X, 2B là Y, C căn 5 là Z. Thì theo bức định thức ta vừa chứng minh đúng ở trên này nè, thì nó sẽ nhỏ hơn cái này. Ta đưa xuống ha, ta đưa xuống thì A bình cộng B bình cộng C bình nó sẽ bằng 1 trên 3 cộng cho 1 trên 4 cộng cho 1 trên căn 5 tất cả bình là 1 trên 5 đó, rồi nhân cho A căn 3 tất cả bình chính là 3 lần A bình phương cộng cho 4 lần B bình phương và cộng cho 5 lần C bình phương. Như vậy tới là ta có là A cộng B cộng C tất cả bình thì nhỏ hơn cái này nè các. Mà A cộng B cộng C là bằng phân số rồi, là 47 trên 12. Đúng chưa? Cái này nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái vế này. Giờ các em cộng 1 phần 3 cộng 1 phần 4 cộng 1 phần 5 thì dễ rồi. Lấy tay cộng ha. 1 trên 3 cộng 1 trên 4 cộng 1 trên 5 thì sẽ bằng 47 phần 60 kia. Học sinh giỏi tính tay nha. Còn cái ngoặc đơn này chính là cái biểu thức A mà ta đang cần tìm giá trị nhỏ nhất nè. Vậy suy ra là A sẽ lớn hơn hoặc bằng 47 phần 12 tất cả bình chia cho 47 phần 60. Đó. Nói cách khác là A sẽ lớn hơn hoặc bằng, em đem hai cái đó chia nhau thì được là 47 chia cho 47 nhân 60 rồi chia cho 12 bình là bằng 235 phần 12. 35 phần 12. Chà, mệt quá. Như vậy đó chính là giá trị nhỏ nhất đó. Không, giá trị nhỏ nhất của A là nó đó các em. Vấn đề là dấu bằng xảy ra khi nào, vậy thôi ha. Dấu bằng hay là đạt được khi đó. Vì đạt được khi đi, đạt được khi A trên X bằng B trên Y bằng C trên Z. A trên X tức là cái này trên này nè, A trên X là X trên A cũng vậy đấy các em nhé. Vậy là dấu bằng sẽ xảy ra khi A căn 3 trên căn 3 bằng 2B trên 2 và bằng C căn 5 trên căn 5, tức là bằng đó bằng nhau. A trên X bằng B trên Y và bằng C trên Z. Là A căn 3 trên 1 trên căn 3 đạt được khi 3A bằng 2B chia cho 1 phần 2 là 4B và bằng 5C. Giờ ta giải cái này, ta tìm ra
Ra ABC coi nó bằng bao nhiêu nhé. Bây giờ mấy trò có 3 bằng 4B bằng 5C. Rồi A cộng B cộng C bằng 47 phần 12 nữa thì các em tự giải thế vậy thôi. Thế này giải nè. Rồi. Ba a bằng 5c, như vậy là c sẽ bằng 3/5a. Còn 4b bằng 5c. A cộng 3a bằng 4b, như vậy b sẽ bằng 3/4a. Khi đó a cộng b cộng c tức là a cộng cho 3/4a cộng cho 3/5a sẽ bằng 47/12. Các em giải cái này, các em suy ra a bằng 47/12, các em đem chia cho tổng của 1 cộng 3/4 cộng 3/5. 47/12 chia cho cái đó bằng 5/3. À, 5/3. Còn B thì ta tự tính thôi. B thì nó bằng 3/4 nhân cho A, tức là 3/4 nhân 5/3 cộng 5/4. Các em tự kiểm tra lại nha. Ý tưởng thầy giảng ý tưởng là ổn rồi ha. C thì bằng gì? C thì bằng 3/5a này. C bằng 3/5a. Vậy là lấy 3/5 nhân 5/3 là bằng 1. Được lắm. Tóm lại giá trị nhỏ nhất của A là 235/12, đạt được khi A bằng 5/3, B bằng 5/4 và C bằng 1. Rồi. Bài toán đã hoàn thành, các em tự trình bày lại nha. Mệt quá. Rồi. Thầy hôm nay thầy giảng tới bài số 2 thôi. À xin lỗi, bài số 7 thôi. Còn mấy câu còn lại thì khi buổi sau thầy giảng tiếp nha. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở cái phần giải thứ 2.